mẫu gạch bông V20437. Mẫu gạch bông với họa tiết đường liner kiểu xương cá mang đến sự sáng tạo và linh hoạt cho các không gian. Với những đường nét tinh tế và hiện đại, gạch có thể được sắp xếp theo nhiều cách khác nhau, xếp thẳng, xếp chéo hay thậm chí phối kết hợp với màu sắc đa dạng để tạo điểm nhấn độc đáo. Không chỉ phù hợp cho sàn nhà, mẫu gạch này còn lý tưởng cho việc ốp tường, tạo nên một không gian vừa ấn tượng vừa mang tính thẩm mỹ cao.